Bé bánh giày xin chào tất cả các bác ạ. Em nhà em vừa về lô giày rất là đẹp, độ mới cao. Các bác cùng theo dõi clip và lựa mẫu với em nha. Ưng mẫu nào thì chụp lại gửi qua Zalo cho em hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại 0344902609 nha các bác nha. Các bác nào ở gần thì có thể ghé địa chỉ shop 380 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức nha các bác. Rồi mẫu đầu tiên hôm nay em lên cho các bác là một em sneaker màu đen nha các bác nha. Ở phía trên này nó có lập một cái dập cái logo cho mình nha. Hàng bên shop là da bò hết nha các bác. Viền đôi này đã được khâu zin, khâu chắc chắn luôn rồi nha các bác nha. Đi không sợ bung keo hở keo. Gót này, độ mới cao nha các bác. Mòn rất là ít luôn nha các bác nha. Đế là đế cao su và bám dính tốt nha các bác. Đôi này có mã là T39, size 39, chiều dài chân là 24.5 cm nha. Giá là 450k. Form dáng rất là đẹp nha các bác. Đây trong lòng giày này, dập tên nước ngoài cho mình và là lòng da lót da hết nha. Phần này có chun co giãn này, đó, giúp các bác đi nó sẽ ôm chân của các bác nha. Đó, hai bên đều có chun co giãn này, giúp ôm chân bo chân mình nha. Da mềm mại. Lót êm nha các bác. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T39, size 39. Giá 450k nha các bác nha, size bé này. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày màu rất là độc đáo này các bác. Đó, phối màu rất là đẹp và độc đáo nha. Đôi này viền cũng được khâu chắc chắn, khâu rin rồi nha. Đó, đi không sợ bung keo hở keo. Đằng sau gót này có kiểu thiết kế rất là độc đáo cho các bác này, đính rất là đẹp nha. Đế là đế cao su nha các bác, dập hiệu tân đi và bám dính tốt cho mình nha. Đôi này có mã là T34, size 40.5, chiều dài chân là 25.5 cm nha. Giá là 450k. Clip sau em là quay cận cảnh hai chiếc luôn cho các bác nha, nên là các bác xem trên clip là rõ nhất nha các bác. Đây trong lòng này, dập tân đi cho mình và là lòng da lót da, có thông số bên này đầy đủ cho các bác nha. Da cũng mềm nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T34, size 40.5. Giá là 450k nha. Các bác xem clip nhớ cho em xin một lượt like và một lượt follow nha, để sắp lên giày đẹp các bác tiện theo dõi kênh nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày đế bằng. Phối ba màu rất là đẹp nha, màu trắng, màu nâu và màu xanh này. Đó, rất là đẹp luôn nha các bác. Thiết kế của nó toàn bộ là da hết, dây bằng da luôn nha. Dây bằng da và rất là dày dặn luôn nha các bác này. Gót này. Đẹp nha, độ mới cao, mòn ít thôi nha các bác nha. Và đế đã được khâu zin, khâu chắc chắn luôn rồi nha các bác. Đi không sợ bung keo hở keo cho em nha. Những dòng khâu sẵn này thì các bác đi vô tư thoải mái nha. Đôi này có mã là T47, size 40, giá là 450k nha các bác. Rồi trong lòng giày này là lòng da, lót da và dập tên thương hiệu cho mình. Thớ da dày dặn nha các bác. Đôi này đến từ Indonesia nha. Đó, rất là đẹp nha các bác. Trong lòng rất là còn sạch sẽ nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T47, size 40, giá là 450k nha. Rồi tiếp tục lên cho các bác một em sneaker màu nâu nha. Độ mới cao nha các bác. Da bò màu nâu. Dáng rất là đẹp luôn này các bác ơi. Gót này. Đế là thiết kế đế xốp cao cấp nha các bác. Này đi bám dính tốt cho các bác nha. Dòng lười này thì các bác đi rất là dễ nha, thích đi vớ không đi vớ đều ok hết nè. Đôi này có mã là T36, size 39, chiều dài chân là 24.5 cm nha. Giá là 450k. Đây trong lòng giày này, dập hiệu mocha cho mình nè. Đó, lòng sạch sẽ nha, lót êm, da bò hết nha các bác, da cũng mềm.
Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T36 size 39 giá 450k nha. Mẫu hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp nha các bác, tranh thủ lựa mẫu cho mình nha. Các bác mua hàng bên shop cọc giúp em 50k hoặc là chuyển khoản đủ em bao ship cho các bác nha. Rồi lên tiếp cho các bác một em rất là đẹp này. Màu độc đáo ha. Da là da bò dập vân nha. Nó thiết kế là da lộn nha các bác. Viền đã được khâu zin khâu chắc chắn luôn rồi nha các bác nha. Đi không sợ bung keo hở keo. Gót này còn đẹp nha. Mòn rất là ít nha các bác. Đôi này có mã là T40 size 38.5. Giá là 450k. Form dáng rất là đẹp luôn nha các bác ơi. Đây trong lòng này, lòng da, lót da. Đó, dập tên thương hiệu cho mình. Lòng chất lượng chưa này các bác, lòng da màu vàng ươm nha. Đôi này đến từ Made in Indonesia nha. Đó, có thông số đầy đủ bên này cho mình. Da cũng mềm nha các bác. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T40 size 38.5. Giá là 450k nha. Rồi em lên tiếp cho các bác một em giày màu patina nha. Màu phối màu độc đáo giữa màu xanh và màu đen. Đó. Những em màu patina này rất là hiếm nha các bác. Dáng đẹp nha. Và viền đã được khâu zin khâu chắc chắn luôn rồi nha các bác nha. Đó, khâu zin khâu chắc chắn nguyên một vòng luôn. Các bác đi không sợ bung keo hở keo. Đế là đế cao su nha, bám dính tốt cho các bác. Đôi này có mã là T41 size 42, chiều dài chân là 26.5cm nha. Giá là 450k. Dáng rất là đẹp nha các bác. Này các bác đi chơi, đi dạo phố, đi tiệm tùng đều ok hết nha. Dưới đế dập hiệu tân đi. Đây trong lòng giày này, dập hiệu tân đi cho mình, mút êm nha các bác. Và bên này có thông số đầy đủ cho các bác nha. Hai bên có chun co giãn này, giúp mình di chuyển rất là dễ dàng nha các bác. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T41 size 42, giá là 450k nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ chụp lại gửi qua Zalo cho em hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em nha. Rồi tiếp tục lên cho các bác một em giày dì dán nha, thiết kế của nó là dán này. Đó. Mẫu này thì rất là hiếm nha các bác, lâu lâu mới có một đôi thôi nha. Trên này có dập tên thương hiệu cho mình và dưới bên hông cũng có dập tên cho mình nha. Đó. Màu rất là đẹp nha các bác. Viền được khâu zin luôn rồi, khâu chắc chắn cho các bác nha. Đi không sợ bung keo hở keo. Gót này, đẹp nha các bác ơi. Chưa thấy độ mòn nha. Rất là đẹp nha. Dưới đế dập hiệu y chang ở trên mặt giày luôn. Và đôi này có mã là T38 size 41.5, chiều dài chân là 26.5cm nha. Giá là 450k. Đây trong lòng giày có dập tên thương hiệu đầy đủ cho mình nha các bác. Lòng lót sạch sẽ này. Da cũng mềm nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T38 size 41.5, giá là 450k nha. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em da bò dập vân nha. Đó, kiểu dáng rất là đẹp này các bác này. Dòng này cũng được khâu zin rồi nha, khâu zin khâu chắc chắn rồi. Các bác đi không sợ bung keo hở keo nha. Gót này, gót đẹp nha các bác. Đôi này đế là đế cao su luôn nha, bám dính tốt cho các bác. Đôi này có mã là T50 size 43, chiều dài chân là 27.5cm nha. Giá là 450k. Đó, dáng rất là đẹp các bác ơi. Mặt da cũng còn đẹp luôn, độ mới cao. Dưới đế dập hiệu tân đi cho mình nha. Đây, lòng lót này, lòng lót tân đi luôn. Và bên này có thông số đầy đủ cho các bác nha. Da mềm nha các bác, hai bên có chun co giãn này. Đó, giúp các bác di chuyển tiện lợi nha.
Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T50 size 43, giá là 450k nha. Nay clip rất là nhiều mẫu đẹp nha, các bác tranh thủ lựa mẫu nha. Rồi lên tiếp cho các bác một em da bò, thiết kế của nó là đục lỗ này, đó đi rất là thoáng chân nha các bác, đi không có sợ bị tích mồ hôi nha. Viền đã được khâu zin, khâu chắc chắn nè, đó đi không sợ bung keo hở keo, độ mới này, cót còn đẹp nha các bác, mòn rất là ít nha. Đó, đôi này đế còn rất là sạch sẽ luôn, chắc đi được vài lần thôi các bác này. Đôi này có mã là T33 size 40.5, giá là 400k nha. Đó, mặt da rất là đẹp nha các bác. Đôi này thiết kế của nó da rất là mềm nha các bác nha, mềm mại rất là mềm luôn, trong lòng này mút êm nha, cực kỳ êm nha các bác, êm mềm và đi rất là bền nha các bác ơi. Viền đã được khâu zin rồi, đi rất là bền nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T33 size 40.5, giá là 400k nha. Đôi này chiều dài chân là 25.5cm nha. Rồi lên tiếp cho các bác một em da bò với hai màu, màu xám và màu vàng nha các bác nha. Thiết kế toàn bộ là da hết nha, dây bằng da luôn. Dưới đế có dập hiệu Rover cho mình này, và đế được khâu zin, khâu chắc chắn luôn rồi nha. Các bác đi thoải mái không sợ bung keo hở keo nha. Đôi này có mã là T43. Size 41, chiều dài chân là 26cm nha. Giá là 450k ạ. Đế bằng này thì các bác phối được rất là nhiều loại quần nha các bác. Đây trong lòng dập hiệu Rover cho mình. Đó, lòng da lót da hết nha, thớ da dày dặn nha các bác, thớ da dày dặn nè. Da của nó rất là chất lượng luôn nha các bác. Đôi này đến từ Indonesia nha các bác nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T43 size 41, giá 450k nha. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười đế bằng nha. Màu của nó là màu xám xám nha các bác. Hai bên có chun co giãn nè, đó, giúp các bác di chuyển tiện lợi nè. Đôi này dập hiệu Rockbot nè. Dưới đế dập Rockbot cho mình luôn nha, đế là đế cao su nha các bác, bám dính tốt. Đôi này có mã là T37, size 40, chiều dài chân là 25cm nha, giá là 450k. Dòng đế bằng này rất là hiếm hàng nha các bác, ít hàng lắm. Và nó phối được nhiều loại quần nha các bác. Trong lòng dập hiệu Rockbot cho mình. Đó, lòng da và lót êm. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T37 size 40, giá 450k nha. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày da bò dập vân. Cái này là kiểu dập vân nha, và viền đã được may zin này, may chắc chắn luôn rồi nha các bác, đi không sợ bung keo hở keo. Đằng sau gót này dập hiệu Mitsubishi cho mình, và đế còn đẹp nha các bác, mòn rất là ít nha các bác ơi. Đôi này có mã là T46 size 41, giá 450k. Đế là đế cao su nha. Hai bên có chun co giãn cho các bác nha, giúp các bác di chuyển tiện lợi và ôm bo chân theo bước đi nha. Đây trong lòng mút này, dập hiệu Mitsubishi, mút êm. Và bên này có thông số cho mình nha, da bò hết nha các bác, da mềm mại và êm nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T46 size 41, giá là 450k nha. Rồi lên tiếp cho các bác một em giày màu nâu nha. Đây thiết kế của nó cũng được may zin luôn rồi nha các bác. Đó, đi không sợ bung keo hở keo. Những dòng này đi thì rất là bền nha các bác nha.
Đế là đế xốp cao cấp này, nhẹ nha. Đôi này có mã là T49, size 41, chiều dài chân là 26cm, giá 400k nha. Mặt ra này rất là đẹp nha các bác, chưa chảy xước gì luôn nha. Đó. Trong lòng dập hiệu Miss Shopee cho mình. Mút êm này, có thông số nha, toàn bộ là da bò hết. Da rất là mềm nè các bác ơi, mềm êm và nhẹ. Đôi này đi rất là sướng chân nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T49, size 41, giá 400k nha. Rồi tiếp tục lên cho các bác một em giày sneaker. Đôi này cũng được khâu jean, khâu chắc chắn luôn rồi nha các bác nha. Đó, đi không sợ bung keo hở keo. Gót này, mòn nhẹ một xíu thôi nha các bác. Và đế là đế cao su, bám dính tốt cho các bác nha. Này là đế đúc nguyên khối nha các bác nha. Đôi này có mã là T35, size 39, chiều dài chân là 24.5cm nha. Giá là 350k. Thiết kế của em này thì không cần đánh xi nha các bác, chỉ cần lau chùi vệ sinh là sạch sẽ thôi nha. Đôi này thì bám dính tốt cho các bác này. Đây trong lòng này, trong lòng dập tên thương hiệu cho mình nha, mút êm. Và đây bên này có thông số đầy đủ cho các bác nha, và đến từ Korea, Hàn Quốc nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T35, size 39, giá 350k nha. Rồi em lên mẫu cuối cùng của ngày hôm nay nha các bác. Là một em giày đến từ thương hiệu Rockbot, thương hiệu nổi tiếng là nhẹ và êm nha. Màu là y chang trên video em đang quay nha. Gót này, độ mới cao nha các bác. Đế là đế xốp nha, dập hiệu Rockbot này, đế này đi bám dính tốt cho các bác nha. Các bác muốn xem nhiều mẫu giày hơn thì kết bạn Zalo với em nha. Trong Zalo em có đăng nhiều mẫu giày ạ. Rồi, đây, đôi này trong lòng dập hiệu Rockbot luôn nha. Mút thấm hút mồ hôi này, và bên này thấm hút mồ hôi cho mình nha. Đôi này có mã là T51, size 42.5, giá là 450k. Da mềm mại nha các bác, mềm, nhẹ và êm nha, rất là nhẹ luôn. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã T51, size 42.5, chiều dài trên là 27cm nha, giá là 450k. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em ạ. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nha.